Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, công tác giáo dục lý thuyết đi đôi cùng với thực hành với các mô hình học tập như STEM đã mang lại những hiệu quả tích cực. Hiện nay, những bạn học sinh mới đang ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông đã biết tìm hiểu những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày và tìm cách áp dụng các kiến thức học được để giải quyết các vấn đề đó. Chúng ta hãy cùng đến với một giải pháp như vậy qua phóng sự ngay sau đây. Đây là hình ảnh của một hệ thống thu gom rác tự động trong các khu đô thị. Ý tưởng của một nhóm các em học sinh đang học lớp 11 và 12 tại trường chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội để giảm thiểu sự vất vả cho những người đang làm công việc thu gom rác hàng ngày, cũng như tiết kiệm được nhân lực và chi phí. Sản phẩm mà nhóm nghiên cứu và chế tạo là một hệ thống thông minh, sử dụng năng lượng mặt trời và có khả năng tự động thu gom rác thải đưa vào thùng chứa, vận chuyển về nơi tập kết. Hệ thống sẽ đóng vai trò như một thông điệp vì môi trường xanh, sạch, đẹp và góp phần nâng cao ý thức vứt rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường của cộng đồng. Xin chào Hải Lâm. Hải Lâm có thể cho biết là xuất phát từ đâu mà nhóm tác giả của mình lại có một ý tưởng về một hệ thống thu gom rác tự động như vậy không? Khi một lần đi về thì em thấy là các cô ở trên đường thì thu gom rác rất là khổ, và từ những cái đó thì nhóm 4 người chúng em đã lên ý tưởng là một hệ thống tự động thu gom rác trong các khu đô thị. Xuất phát từ những yếu tố về môi trường cũng như là về sức khỏe của người lao động thì chúng em đã lên ý tưởng này trong vòng 2 tháng và chuẩn bị để làm dự án này trong vòng 1 năm. Hải Lâm có thể chia sẻ cho khán giả một chút về cấu tạo cũng như là cái nguyên tắc hoạt động của hệ thống này không? Mô hình của chúng em thì có một xe rác tự đi thu gom rác trên một đường đã định sẵn, và khi xe rác đi đến một nhà thì nó sẽ phát tín hiệu vào trong nhà đó, ví dụ như tầm 2 hoặc 3 phút để người đổ rác đi đến và đổ rác, và cứ lần lượt đi đến nhà cuối cùng, và khi đến nhà cuối cùng thì xe rác sẽ tự động di chuyển về điểm tập kết rác và đổ rác ở đó, và khi đó thì xe rác sẽ được tự sạc tự động và sẽ di chuyển sang các nhà khác trong những lần tiếp theo. Tín hiệu của bọn em là một cái sóng truyền radio frequency 2.4 GHz, và sóng đó là rất thân thiện với môi trường và không làm ảnh hưởng gì đến môi trường. Và trong các cái nhà thì chúng em đều có một cái chuông, thì khi cái sóng đó phát đến nhà thì cái chuông sẽ rung lên để người trong nhà biết được là có tín hiệu là xe rác đã đến, để người trong nhà đi đến xe rác và đổ rác ở đó. Dữ liệu về quá trình hoạt động của hệ thống, thời gian thu gom, lượng rác thu gom được lưu trữ và thể hiện trên trang web nhằm thuận tiện hơn trong việc theo dõi, chia sẻ thông tin và giúp các nhà quản lý có những chính sách điều chỉnh quy hoạch và phân phối sao cho hợp lý. Hệ thống có thể là thay thế một phần cũng như là sức lao động của con người, đặc biệt là trong cái thời tiết khắc nghiệt, và toàn bộ hành trình của cái xe rác sẽ được giám sát trên một cái server. Trong trường hợp mà những cái sự cố không mong muốn ở trên đường xảy ra thì xe sẽ tự động chuyển thành cái chế độ là điều khiển bán tự động. Đấy, và ở đây thì các em ấy có tích hợp thêm vào một cái nguồn năng lượng sạch, đó là năng lượng mặt trời để giúp cho xe có thể di chuyển. Hệ thống của nhóm tác giả đã vượt qua nhiều sản phẩm khác và đạt huy chương vàng trong cuộc thi sáng tạo thế giới WIKO 2018 được tổ chức tại Hàn Quốc. Có thể nói, việc khuyến khích các bạn học sinh, sinh viên chủ động thực hành các kiến thức khoa học, vật lý và sáng tạo trên những kiến thức được học là một hướng đi đúng đắn, tạo nên những kết quả đáng khích lệ trong những năm vừa qua.